Nhớ SEO, chờ nên Minh Thảo đi ta, chờ nên Bình Tinh Instagram đi ta. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho mọi người đó là sẵn ở trong biển. Bây giờ thì mình sẽ quét miếng nước lên cái bánh tráng này nè. Sau đó thì sẽ ụp lên miếng rong biển. Nhưng mà thật là trớt quớt luôn. Như thế này thì miếng bánh tráng nó sẽ dính vào miếng rong biển. Cho nên là mình sẽ thử cách khác. Nghĩa là quét nước lên xong rồi ụp miếng rong biển lên luôn. Chứ không cần phải vác nó rồi ụp lên miếng rong biển nữa. Đó, như vậy mình thấy ok hơn á. Sau đó thì mình sẽ cắt nó ra thành những cái miếng nhỏ, rồi đợi cho một chút xíu để cho nó khô từng miếng, rồi bắt chảo dầu lên và bắt đầu chiên nó. Đó, cái miếng đầu tiên hơi bị phe một chút, hơi sukana. Chờ cho dầu thiệt là nóng nha, xong rồi mình mới bỏ vào. Mình bỏ dầu cái này nó cũng nóng rồi á, nhưng mà nó chưa đủ độ. Đó, hai miếng này không đủ độ rồi đó. Tiếp theo, miếng này cũng chưa được luôn ấy. Rồi, bây giờ bắt đầu vào rồi. Đó. Bây giờ những cái miếng này thì mới gọi là ok nè. Nó sẽ phồng lên và rất là giòn luôn. Mình sẽ đỡ qua một cái miếng lót thấm dầu để cho nó bớt dầu đi. Chứ rất là nhiều dầu luôn đó. Xong đó mình sẽ bỏ nó vào một cái hộp nè. Rồi tiếp theo là sẽ rắc bột phô mai lên. Bột phô mai thì mình rắc theo cái độ mà mình mong muốn để mình ăn nha. Có người rắc nhiều, có người rắc ít gì đó. Rồi lắc đều lên. Rồi xong rồi. Như vậy là đã xong cái món snack trong biển rồi đó. Masike to seo.